Dạ con xin chào cô chú các bác hôm nay đã đến với kênh Bonsai Cần Thơ nha. Thì hôm nay thì Bonsai Cần Thơ hôm nay nhà vườn của cháu có về được một số cây nha. Thì được khoảng chừng 20 mấy phôi mai. Nói chung giá rất là hữu nghị chơi hả cô chú. Với được mấy cây khế gân muốn giao lưu cùng cô chú các bác anh chị ạ. Thì cháu cũng có một cây khế chua nữa ha. Rồi số điện thoại nhà vườn cháu là 0939 707 168, số đó cũng là số Zalo ạ. Thì con cũng có cảm ơn cô chú ủng hộ những clip vừa qua của con ha. Con chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi con không làm mất thời gian thì con xin phép vô cây số 1 nha cô chú. Cây này là cây khế gân nu Bình Tân Vĩnh Long nha cô chú. Khế gân Bình Tân Vĩnh Long ha. Những cái hàng khế này thì nói chung là siêu trái ha cô chú. Trái chua trái chùm ha. Khế thì trái chua trái chùm. Thì những cây này ví dụ như cô chú nào có chốt những cây nào có trong chậu thì cháu xin phép rút chậu bó bầu ha. Những cây nói chung đã thuần hết rồi, tại vì chậu mũ chậu xi măng không à, vận chuyển đi nó bể ha cô chú, chứ không có gì ha. Rồi con xin đo thông số chiều cao là được 27 tới mặt chậu ha cô chú. 27 cây rất là già nha cô chú. Khế gân Bình Tân Vĩnh Long trái chua trái chùm hoành là được 35. Thì những cây này khi đi cháu sẽ ốp cái tàn lên ha cô chú, ốp cái tàn sẽ bó bầu cho cô chú nha. Rồi cây đầu tiên là cây mã số 1 cây khế gân này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 800.000. 800.000 là bao gồm phí vận chuyển luôn rồi đó nha cô chú. Khế gân trái chua trái chùm Bình Tân Vĩnh Long. Rồi xuống cây tiếp theo là mã số 2 ạ. Rồi ok, mã số 2 cũng là một cây khế gân trái chua trái chùm. Mã số 2 những cây rất là già cây rồi cô chú ơi. Cái cây này giờ nó cái hình của em nó cũng giống như hình con thú vậy ha, nó tựa tựa vậy ha cô chú. Rồi con đo chiều cao ha, chiều cao này là được 20 chiều cao. Rồi con đo cái hoành của em nó là được 30 ạ. À, hoành 30. Rồi cái con xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 700.000. Con bao gồm phí vận chuyển luôn ha. Xuống đi. Rồi con xin phép lên cây mã số 3. Mã số 3 là một cây khế gân luôn. Con có 5 cây khế gân hết cô chú. Đây cây này thì con cũng đã chỉnh sửa nước dây hết trơn ha. Đã định hình cho cô chú về cô chú dễ chơi ha. Đó, cây này thì có một cái nhánh áp trên đầu ha cô chú, có một cái nhánh áp trên đầu ha. Rồi con xin phép đo không cái thông số đi. Rồi cái chiều cao được 25. Cái này con đo ôm nguyên cái cụm đi, cái cụm của em nó là cụm này là cụm liền luôn ha cô chú, là được 62 nguyên cái cụm ha. Đó, cây thì nói chung thì rất là quái ha, cháu để nguyên cái cụm vậy ha. Đây là đó thì nó mọc một cái cây này lên nhưng mà cây này nó không được đẹp, cháu cắt bỏ lọc bỏ. Cái này là liền nguyên cốt. Rồi cây mã số 3 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 1.200.000, bao gồm phí vận chuyển luôn ha. 1.200.000 khi đi cháu sẽ bó bầu rút chậu nha cô chú. Rồi xuống cây tiếp theo là mã số 4. Tiếp theo là mã số 4 là một cây khế gân. Tiếp tục một cây khế gân nu ha. Mã số 4 nuôi những cây nó càng già nó càng gân guốc, nó càng nu dữ lắm nha cô chú. À, nó già nó gân guốc lên bú hết trơn hết cô chú, già dữ lắm, già những cây này. Rồi cháu xin phép đo thông số ha, chiều cao này là được 52 chiều cao. Cái tán ngang là được 72. Tán ngang là 72. Đây cháu đo lọt lòng vô cái cây tử gì ha. Là được 33. Đó, cây rất là già luôn. 33 cháu đo lên khoảng chừng 5 phân đó nha cô chú. Rồi cây mã số 4 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 3.400.000. Khi đi cháu sẽ những cây này phải đi ra phải đóng kiện nha cô chú. Nó hơi phí nó hơi cao ha cô chú. Rồi tiếp theo là mã số 4 ở số 5. Để nó luôn, để nó luôn.
anh chỉnh cho em này lại. Tiếp theo là mã số 5. Đó. Cây này thì nguyên một cái bệt nó giữ lắm cái bệ đế nha cô chú. Cây này rất là già luôn rồi. Cái bệt đế nó giữ lắm cái bệt đế này liền nha cô chú. Đó. Bệt đế này là liền luôn, liền khói cái bệt. Quá trời cái bệ tai cũng không có xi nhê gì. Cây này bữa hổm đang cho quả nha cô chú. Đây còn sót một trái nè. Còn sót một quả nè. Đó. Rồi con xin phép đo cái thông số ha. Cây mã số 5, khế gân. Cây càng già cây nó càng nụ ha cô chú. Cái hoành tại vị trí được 30 ạ. À. 30, con đo nguyên cái bệ đế đặt của em đó. Cái bệ đế này là bệ đế đặt luôn. Được 90. Cái tán ngang. Cây này rất là già. Nằm trong chậu cũng hơi lâu ạ. À. 85 tán ngang. Chiều cao là 62. Mã số 5. Cây mã số 5 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 7.600.000. Khi đi cháu sẽ bó bầu rút chậu nha cô chú, 7.600.000 ha. Cây này rất là già luôn. Rồi con xin phép xuống cây. Con đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 6. Tiếp theo là mã số 6 là con lên cây mai ha cô chú. Mai vàng. Mã số 6. Rồi gái không? Rồi gái. Mã số 6. Rồi con xin phép đo thông số ha. Nói chung cái lô mai này cháu bán giá hữu nghị lắm ha cô chú. Cho cô chú dễ chơi. Cái lô này rất là già cây ha. Hoành là 26. Chiều cao là 65. Cái củ đế nó cũng rất là đẹp ha. Củ đế cũng rất là đẹp. Rồi cây cây này nói chung thì cái dàn cây này rất là mạnh cây ha cô chú. Cây này về cô chú cứ cứ ghép bình thường ha. Rồi mã số 6 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 800.000. Bao gồm phí vận chuyển luôn ha. Rồi con xin phép xuống cây. Chỉ có 800.000 thôi. Những cây vô vườn cô chú mua cũng chưa có giá này nữa ha. Những cây này về cô chú có chốt được á thì về cứ ghép bình thường luôn nha cô chú. Vé vé xe ra cái anh lục lục. Những cây này về cô chú cứ ghép bình thường ha. Rất là mạnh này. Chiều cao là 93. Cây mã số 7 ha. Hoành là được 26, 25 hoành. Mã số 7 này con xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 700.000, 700.000 ha cô chú. Bao gồm phí vận chuyển luôn. Mấy cái tược này khi vận chuyển đi thì có thể nó bị gãy nhưng mà không sao cô chú. Những hàng này cái này là không có gì ha, không ảnh hưởng gì ha. Những cây về cô chú ghép lại à. Rồi tiếp theo là mã số 8. Chung chiến này cho bán cái lô này giá rất là mềm luôn cô chú. Mã số 8. Những cây có 700 với 1 triệu mấy không à. Trở lại thôi chứ không có cao. Rồi con xin phép đo thông số ha. Chiều cao là 68, 68 chiều cao. Hoành là 28 à. Rồi cây này có giá là 800.000 luôn. Cây mã số 8. Rồi con xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 9. Lô cây này rất là mềm luôn ha cô chú. Rồi con xin phép đo thông số ha. Cây rất là mạnh này. Chiều cao là được 52. Hoành này là được 30. Đó, cây này thì cái mặt cắt cô chú nhìn nó kéo rồi nè. Rất là mạnh ha. Đó, xanh lè hết ha cô chú. Rất là mạnh. Rồi cây mã số 9 này con xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 1.100.000. Tiếp theo là mã số 10. Cây rất là mạnh ha cô chú. Cây này giống như hình một hình con thú ha. Giống một hình một con thú. Rồi con đo chiều cao này là được 24. Cái hoành này là cái hoành như vậy là được 18 à. Tại vị trí như vậy ha cô chú. Cây rất là mạnh ha. Về cô chú cứ ghép bình thường. Cây mã số 10 có giá là 500.000. Bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã 11. Cây này thì nó hình con thú rõ nét luôn nha cô chú. Tại vì
ấm nó hơi nghiêng á. Máu người một đây, cái hình con thú của em nó rất là rõ nét luôn. Ở đây có hai giò và có cái đuôi luôn ha, ở ngoài sau ngoài trước có hai giò luôn ha, tại vì cháu ấm nó hơi sâu chút xíu đó. Mã 11 để con đo thông số ha. Cái chiều cao là được 33, hoành của em nó là 25. Cây này có giá là 900.000, con bao gồm phí vận chuyển luôn. Rồi con xin phép xuống cây. Tiếp theo con lên mã 12. Mã 12. Cái lô cây này rất là già luôn rồi cô chú ơi. Rất là già. Thì con nuôi cái lô cây này rất là mạnh cây luôn ha. Con xin đo cái thông số ha. Chiều cao là 34. Cây này bỏ chân cũng rất là khéo cô chú. Cái hoành là 22. Mã 12. Mã 12 con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 1.300.000. Cây này rất là đẹp nha cô chú. 1.300.000. Tiếp theo là mã số 13. Mã 13. Cây rất là đẹp. Rồi con đo cái chiều cao ha. Chiều cao của em nó là được 38 ha. Cái hoành là được 28 à. Cây rất là già luôn. Rồi cây mã 13 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 1.200.000. 1.200.000. Mã số 13. Rồi tiếp theo con lên mã số 14. Tiếp theo con lên mã 14 ha. Cây rất là già cây. Cây đã nói chung thì mấy những cây này thì nó đang nằm trong mô hết nha cô chú. Nó đang nằm trong mô hết ha. Chứ không phải cháu bứng cái hàng đất nha cô chú. Những cây này trong mô hết. Cây thì nói chung kéo nhựa rất là mạnh luôn. Chiều cao này là được 94. 94 chiều cao. Con đo cái hoành tại vị trí gì đi là được 33. Nên nó kéo nhựa cô chú về. Nếu cô chú có chốt về là ghép là liền luôn. Ghép liền ok luôn. Mã số 14. Ta đập mày đi chú khác chơi. Ta đang quay clip. Mã số 14. Con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 1.200.000. Mã số 14. Tiếp theo là mã số 15. Để chỗ khác, đang quay cây. Mày muốn ăn đòn hay gì? Nè. Đi về bánh, lẹ. Mã số 15. Cây rất là quái nha cô chú. Chiều cao là được 44. 44 chiều cao. Cái hoành là được 21 à. 21. Đo nguyên một cái mình của em nó là được 35. Cây mã 15, cây này rất là quái, rất là đẹp hả cô chú. Rồi cây mã 15 con xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 1.600.000. 1.600.000. Rồi con xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16. Cây nói chung kéo nhựa, cô chú nhìn nó xanh lẹ chứ. Nó kéo nhựa rất là mạnh luôn ha. Những cây này về cô chú cứ ghép thôi. Vô chậu khui bầu sơ sơ ra, vô chậu ghép ha. Chiều cao là 47. Cái hoành em nó là được 33. Cây này thì nó chỉ có một cái lỗ nhẹ trên đầu chút xíu nghe cô chú. Mà nó cuốn hết ra rồi. Tí xíu một xíu à. Rồi mã số 16 này con xin giao lưu. Ủa cây 16 rồi ta. Rồi đúng rồi. Cái mã số 16 này con xin giao lưu với cô chú các anh chị là 1.300.000. Bao gồm phí vận chuyển luôn ha.
Tiếp theo là mã số 17. Mã số 17. Cây rất là già, rất là đẹp luôn á cô chú ơi. Cái lô cây nói chung rất là đẹp ha. Rồi con xin phép đo thông số ha. Chiều cao là được 57. 57 chiều cao. Cái hoành là được 28. Bề đế cũng rất là đẹp luôn nha cô chú. Rồi cây mã số 17 con xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 1.900.000. Ở 1.600.000. 1.600.000 mã số 17. Tiếp theo là mã số 18. Mã số 18. Mai vàng nha cô chú. Cái lô này thì con cũng xin nói luôn ha. Con chưa thấy mặt bông nha cô chú. Những cây về cô chú ghép ha. Chiều cao là 76. Cái nào con thấy mặt bông đẹp thì con nói có mặt bông đẹp, còn không thấy thì con nói không ha. Cái hoành là được 23. Về cô con cắt sẵn cho cô chú chỉ về ghép thôi. Mã số 18. Mã số 18 này con xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng cho mã số 18 ha. Tiếp theo là mã số 19. Mã số 19. Cây này thì được cái củ ha cô chú. Cái củ đẹp ha. Củ rất là nở ha. Chiều cao là 51. 51 chiều cao. Cái hoành là được 25. 25 hoành. Cây này có giá là 500.000. Con bao gồm phí vận chuyển hết ha cô chú. Nói chung những cây này con đã bao gồm phí vận chuyển hết rồi. Tiếp theo là mã số 16, 17. Hả? 19 à. Tiếp theo là mã số 19. 20 à. Tiếp theo là mã số 19. Cây này 20 à. Tiếp theo là mã số 20 nha cô chú. Cây nãy là mới vừa xong là 19. Cây này mã số 20. Ừ. Chiều cao là 33. Cái hoành là được 24. Rồi, cây này, mã số 20 này con xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 600.000, bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 21. Mã 21. Cây một cây tông cao ha, về cô chú chơi cây này cây tàn dù cũng rất là đẹp nha cô chú. Đo chiều cao này là được 103. 103. Cái hoành là 22. Đế thì nói chung thì cũng đẹp ha. Cây này con xin giao lưu cô chú các bác anh chị là 500.000. Bao gồm phí vận chuyển luôn. Tiếp theo là mã số 22. Gió lên cái ông mát thấy ghê. Muốn chuyện mưa cái gió lên mát. Kéo kéo mấy cây lại mấy em cái nụ. Mã 22. Cây này thì nói chung thì nó chỉ có bị sạm cái lưng ha. Nó cháy nắng nhưng mà nó cuốn hết trơn nha cô chú. Không sao ha. Rồi coi xin đo chiều cao này là được 50. 50 chiều cao. Hoành là được 25. Cây này thì con bán giá hữu nghị cho cô chú chơi ha, 500.000 bao gồm phí vận chuyển luôn. Cho anh em những anh em với cô chú nào mới biết chơi tập ghép ha. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 23. Nói chung những lô cây này thì cô chú mới tập chơi tập ghép đồ cái giá này rất là sinh viên cho cô chú chơi luôn đó. Rất là rẻ luôn ha. Còn anh em cô chú nào muốn mua hết lô thì cháu sẽ có giảm giá ha, giảm giá chút đỉnh nha cô chú. Cháu bán cái giá này nói chung cũng rất là mềm rồi. Chiều cao là 72. Lô cây này về cô chú mua về ghép ngon lắm. Hoành là 27. Vàng đế cô chú nhìn rất là đẹp ha. Mã 23 này có giá là 900.000. 900.000 cho mã 23. Tiếp theo là mã số 24. Mã 24.
cây rất là già luôn. Lô cây này cô chú mua về mà có chỗ ghép lại nuôi nuôi 2 năm nữa cô chú bán cây thành phẩm ha. Chiều cao là 40. Chiều cao 40. Hoành như vậy là được tại chiến này được 30. Mã 24 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 800.000. 800.000 ha, bao gồm phí vận chuyển luôn rồi nha cô chú. Tiếp theo là mã số 24, 25 phải không? 25. Mã số 25. Những cây này về ghép màu chơi lắm cô chú ơi, già cây dữ lắm rồi. Lâu lâu mới mua được lô rẻ gì ha cô chú. Chiều cao như vậy là được 92. Cây này đế cũng bỏ đều lắm, đẹp lắm cô chú. Hoành như vậy là được 28 ạ. Đế cũng chảy đều ha. Mã 25 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 1.100.000. Con xin xuống cây. Tiếp theo là mã số 26. Mã 26. Cây rất là quái luôn, cây này nó bỏ chỉ có 2 cọng rễ thôi nhưng mà quái lắm cô chú ơi. Cây rất là quái ha. Mã 26. Con đo cái chiều cao như vậy là được 55 ạ. 55. Rồi cháu đo tại vị trí được 28 ạ, 28 ha. Cái cây này nói chung thì quái lắm. Cây mã 26 này con xin giao lưu với cô chú các bác anh chị là 800.000. Bao gồm phí vận chuyển luôn ha. Những cây mai gì mà có 700-800 ngàn là rất là rẻ luôn nha cô chú. Tiếp theo là mã số 26-27. Kéo cái cây khế này ra luôn. Mã 27. Rồi con xin phép đo chiều cao ha. Chiều cao là 76. Được không? Không được thì để em tiếp cho. Cái hoành như vậy là được 25. 25 ạ. Đó. Rồi cây này có giá là 700.000 nha cô chú. Cây mã 27 có giá là 700.000. Rồi tiếp theo con lên mã 28 là cây cuối clip ha. Là một cây khế chua ha. Đó. Một cây khế chua. Cây này thì rất là mạnh này, được không? Xe này nó bị cụp cái đầu rồi, nó khó quay lắm. Cái này thì đợt rồi giao lưu không thành công ha. Thì giờ con giao lưu lại. Rồi con đó chiều cao ha. Bữa nay nó sống khỏe rồi. Chiều cao là được 110. Cái hoành như vậy là được 78 tại vị trí vậy nha cô chú. Con ôm nguyên cái nồi. Cái nồi đế đặc của em nó gì đi, đế đặc của nó là được 130. Được 130. Cây này thì nó chỉ có một cái vết lỗi ở đây thôi, để con quay qua. Đây, cây này mặt là hậu, mặt tiền gì cũng đẹp, hai nó chơi hai mặt được luôn nha cô chú. Cây này nó chỉ có lỗi ở đây thôi, nó bị sạm nè. Đó. Nó sạm chỗ này mà nó kéo cứng ngắt chân rồi ha. Nó đang clip ha. Với một cái mà cắt ngay bên đây thôi. Mà cắt bên đây thì nó vô tí xíu rồi, nhưng nữa có gì con ấy con chét keo lại. Chám xi măng chét keo lại thôi, không có gì hết. Rồi mã 28 này con xin giao lưu với cô chú các anh chị là 8 triệu ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Rồi thì con xin chào cô chú các anh chị, con xin chúc sức khỏe cô chú các anh chị ha. Có xem kênh nhớ ủng hộ kênh và ủng hộ cho bài kiển, con chân thành cảm ơn rất nhiều. Con xin hết nha cô chú. Dạ.